Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuốn hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông miệng, cuốn rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, xương vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Xương đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ, thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi, thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non, hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừ khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Shakespeare đã phân tích mẫu tinh trùng của 1.970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao và một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt. Từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cậu nhỏ, khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán
sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản trị mất ngủ còn tốt gấp 10 lần thuốc an thần. Bài thuốc này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lấy một trái chuối đem nấu với nước, bạn sẽ có ngay một bài thuốc tự nhiên chữa bệnh khó ngủ lâu năm, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Giấc ngủ đêm đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi chức năng của toàn bộ cơ quan trong cơ thể. Chắc chắn vấn đề thiếu ngủ kéo dài sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn, bởi gần như toàn bộ phúc lợi của chúng ta đều phụ thuộc vào 8 tiếng ngủ sau đó. Nếu bạn bị mất ngủ lâu năm thì nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư, béo phì và tiểu đường sẽ ùn kéo đến. Vì vậy, nếu gặp một số vấn đề dưới đây thì chứng tỏ căn bệnh rối loạn giấc ngủ đang tác quái và bạn cần thay đổi thói quen ngủ ngay lập tức. Mất trí nhớ, trầm cảm, luôn căng thẳng hoặc lo âu, trằn trọc khó ngủ, mệt mỏi vào buổi sáng, giật mình suốt đêm, không thể tập trung. Bài viết kỳ này của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng các triệu chứng ở trên bằng một trái chuối, thay vì sử dụng các loại thuốc an thần gây ngủ để trị mất ngủ, dễ gây nghiện. Chuẩn bị: một trái chuối to, 600ml nước, bột quế. Thực hiện: cắt bỏ phần đầu và phần đuôi quả chuối. Cho nước vào nồi, đun đến khi nước sôi tim thì bỏ nguyên trái chuối vào. Tiếp tục đun sôi trong 10 phút rồi tắt bếp. Lấy chuối ra, cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Đổ phần nước luộc chuối vào cốc và cho vào đó một chút quế. Hướng dẫn sử dụng: uống ly nước nấu chuối, rắc bột quế trước khi bạn đi ngủ khoảng 1 giờ. Sau khi uống, đợi 10 phút, bạn ăn hết trái chuối nấu. Ghi chú: một số sẽ có phản ứng đi tiểu nhiều sau khi uống nước nấu chuối chừng 20 phút. Bạn có thể cho vào nước luộc chuối một ít đường stevia nếu thích uống hơi ngọt ngọt. Vì sao lại kết hợp chuối và quế? Chuối là thực phẩm hữu cơ, rất giàu kali và magie, đặc biệt là vỏ chuối. Kali và magie là chất có lợi cho hệ thống thần kinh và khiến các cơ bắp của bạn thư giãn, làm giảm chuột rút cùng với các cơn đau khác. Quế lại là một trong những cách tốt nhất để cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy tiêu hóa và sự tuần hoàn máu trong cơ thể. Khi nồng độ đường trong máu được cân bằng, các kích thích tố sẽ hoạt động tốt hơn và cho phép bạn rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Đôi lời nhắn nhủ: trong bài thuốc tự nhiên trị mất ngủ, ta đun sôi trái chuối còn vỏ, nên bạn cần chọn mua chuối sạch, tránh mua chuối bị tẩm hóa chất độc hại. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn địa chỉ mua bán thực phẩm sạch có uy tín và nắm vững mẹo nhận biết trái chuối ngậm hóa chất kích thích nhé. Chúc bạn và gia đình luôn sống vui, khỏe mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà, chững từng từng. Sau sinh,
Cơ thể phụ nữ thay đổi rất nhiều, đặc biệt có đến 99% vùng kín bị thâm đen. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Hiểu được điều đó, bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà, cụ thể theo từng tuần. Chỉ cần áp dụng từng tuần từ liệu trình dưới đây, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên về hiệu quả mà chúng mang lại đó. 1. Mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà chuẩn từng tuần. Làm đẹp vùng kín bằng mật ong, từng 1, 2. Mật ong và chanh là hai nguyên liệu tự nhiên lành tính, có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có khả năng đánh bật các tế bào da già cỗi, thâm sạm. Đồng thời, chúng còn kích thích collagen, tái cấu trúc dưới da, giúp da mềm mịn, hồng hào tự nhiên. Đây là liệu trình đầu tiên bạn cần thực hiện trong tuần 1 và 2. Nguyên liệu chuẩn bị: mật ong rừng nguyên chất 3 thìa, nước cốt chanh 1/2 thìa. Cách thực hiện: bước 1, chọn mật ong và nước cốt chanh thành hỗn hợp đồng nhất. Bước 2, thoa hỗn hợp vừa thu được vào vùng kín để khoảng 15 đến 20 phút. Bước 3, rửa sạch bằng nước ấm. Trị thâm vùng kín bằng dầu dừa, từng 3, 4. Ở từng 3, 4, bạn bắt đầu chuyển sang trị thâm vùng kín bằng dầu dừa. Bởi trong thành phần của dầu dừa rất giàu vitamin K, E và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn, tái tạo da, loại bỏ các hắc tố làm thâm da. Lúc này vùng da âm đạo trở nên trắng hồng, mịn màng, tươi trẻ. Nguyên liệu chuẩn bị: dầu dừa nguyên chất 3 thìa, nước cốt chanh 1 thìa. Cách thực hiện: bước 1, trộn đều dầu dừa và nước cốt chanh. Bước 2, thoa hỗn hợp vào vùng kín, sau đó massage nhẹ nhàng theo vòng tròn. Bước 3, rửa sạch lại bằng nước ấm. Làm hồng vùng kín bằng lô hội, từng 5, 6. Nha đam thường được sử dụng để chế biến ra các loại mỹ phẩm làm trắng hồng da tự nhiên khá phổ biến, bởi trong chúng có chứa rất nhiều các chất giúp phục hồi tế bào da, tái sinh tự nhiên và còn phù hợp với hầu hết mọi loại da và áp dụng vào tuần 5, 6. Nguyên liệu chuẩn bị: nha đam tươi 2 nhánh. Cách thực hiện: bước 1, nha đam rửa sạch, lọc vỏ, chỉ lấy phần gel bên trong. Bước 2, thoa gel nha đam trực tiếp vào vùng da âm đạo để khoảng 20 phút. Bước 3, rửa lại bằng nước mát. Mẹo làm hồng vùng kín bằng cà phê, tuần 4, tuần 6, 7. Ít ai biết rằng trong tuần 6, 7 sử dụng bã cà phê để làm hồng vùng kín, vì chúng có chứa rất nhiều chất oxy hóa, nicotinic, caffeine, giúp loại bỏ bụi bẩn, tế bào sừng cứng và vết thâm cực hiệu quả. Đó là lý do tại sao người ta tin dùng cách làm hồng vùng kín bằng cà phê đến vậy. Nguyên liệu chuẩn bị: bã cà phê 2 thìa, dầu dừa 2 thìa. Cách thực hiện: bước 1, trộn bã cà phê với dầu dừa tạo thành hỗn hợp đặc mịn. Bước 2, thoa hỗn hợp bã cà phê, dầu dừa vào vùng kín, kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút. Bước 3, rửa sạch vùng kín bằng nước ấm. Lưu ý, khi thực hiện mèo làm đẹp vùng kín này, chị em chỉ nên thoa ở vùng ngoài, tuyệt đối không nên để dây vào bên trong. Trong quá trình thực hiện các mẹo làm hồng vùng kín trên, nếu thấy xảy ra bất kỳ phản ứng nào cho da thì nên ngừng lại. Theo thống kê, có đến 40% số người áp dụng thành công mẹo làm hồng vùng kín sau sinh tại nhà theo từng tuần. Con số này cũng là một minh chứng, chứng minh mức độ hiệu quả của phương pháp này. Vậy, 60% người còn lại bị thất bại là do đâu? Sở dĩ số người bị thất bại chiếm đến 60% là do các nguyên nhân sau: mất quá nhiều thời gian để thực hiện, không kiên trì được, tác dụng của các cách làm hồng vùng kín tại nhà chậm, không rõ qua từng tuần, da bị nhạy cảm khi sử dụng gây viêm, ngứa, vùng kín bị thâm đen nặng, khó có thể loại bỏ bằng phương pháp thông thường. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng ở Phủ Lý, Hà Nam đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần sụn khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700 đến 800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm. Trong đó, 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh, thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40-60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại viêm bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần, khiến các khớp sụn bị tổn thương, các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức, các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mạch gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp, đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột, gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy sút, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như silopapomide, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài, vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid, vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, châm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp. Như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3 giúp tăng cường khả năng miễn dịch,
giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày, axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn thực phẩm này vào, ham muốn của phụ nữ tăng cao, hễ yêu là lên đỉnh. Dưa hấu. Dưa hấu được xem là viagra tự nhiên, vì khoảng 92% dưa hấu được tạo thành từ nước, thì 8% còn lại thì lại chứa các chất dinh dưỡng phong phú cho sức khỏe tình dục. Dưa hấu chứa một hợp chất gọi là citrulline, khi dung nạp vào cơ thể sẽ chuyển đổi thành arginine. Arginine làm thư giãn tĩnh mạch máu cho cơ thể, tương tự như tác dụng của viagra. Cuối cùng, tăng ham muốn tình dục. Bên cạnh đó, 46 calo trong một cốc nước ép dưa hấu được xem là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa ăn mỗi ngày. Tỏi. Mùi của tỏi có thể là một thủ phạm hủy diệt hoàn loạt những ham muốn yêu nhiều giờ sau khi ăn. Tuy nhiên, tỏi chính là tác nhân làm tăng ham muốn đáng kể cho chuyện ấy. Gia vị cay nồng đặc trưng này sẽ khiến cuộc sống tình dục thêm tốt đẹp, vì tỏi làm giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông trên toàn khu vực môi dưới và dưới cẳng chân, giúp chị em chủ động hơn trong chuyện ấy. Mỗi buổi sáng nên ăn vài tép tỏi và thường xuyên dùng tỏi như một loại gia vị. Tuy nhiên, trước khi sẵn sàng cho chuyện ấy, chị em kiểm tra mùi vị của riêng mình nữa nhé. Trứng. Hormone tình dục quan trọng. Các loại trứng gia cầm đều giàu vitamin B5 và B6, cả hai đều có tác dụng duy trì thăng bằng hormone và giảm stress. Ngoài ra, trứng cũng có chứa nhiều cholesterol, một chất tiền thân quan trọng của cả hai loại hormone sinh dục quan trọng là testosterone và estrogen. Trứng gà cũng giúp chị em cải thiện đáng kể vẻ đẹp của núi đôi bằng cách ăn trứng gà hấp với sữa đặc và mật ong. Phương pháp kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, tránh lao động quá sức không phù hợp, tránh lo lắng, stress, luôn giữ tâm trạng thư thái, vui vẻ. Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê. Giữ vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, phát hiện sớm viêm nhiễm để điều trị kịp thời. Có chế độ ăn các chất dinh dưỡng chứa nhiều lượng estrogen để tăng cường ham muốn ở phụ nữ, giảm quá trình lão hóa. Món ăn chứa nhiều chất giống estrogen nhất là mầm đậu tương. Mầm đậu tương rất giàu chất testosterone, một chất tương tự như estrogen, giúp tăng cường ham muốn tình dục và giảm triệu chứng mãn kinh, chậm quá trình lão hóa. Nắm bắt và thực hiện đúng kỹ thuật kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ. Dùng miệng, lưỡi, tay để kích thích các vị trí nhạy cảm của người phụ nữ như môi, cổ, vai, gáy, vùng kín sẽ khiến phụ nữ đạt khoái cảm dễ dàng và sẽ cải thiện được đời sống chăn gối tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mít không chỉ lợi đủ đường cho bà bầu mà còn giúp chồng tăng cường tinh binh, nâng cao sức khỏe. Mít là trái cây thường bị gắn mác là nóng, cần hạn chế ăn vào mùa hè. Thực chất lại có rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. 1. Tăng cường tinh trùng ở nam giới. Cách đây khoảng một thế kỷ, người ta coi mít là một bài thuốc giúp cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới vì nó có tác dụng tăng số lượng tinh trùng. 2. Dầu canxi. Một bát con muối mít cung cấp gần 50g canxi, vì vậy loại hoa quả thơm ngon này rất tốt cho xương và giảm nguy cơ loãng xương. 3. Làm chậm quá trình lão hóa. Mít chứa phenol và flavonoid
là hai chất chống oxy hóa hiệu quả, làm chậm quá trình lão hóa và chống lại các gốc tự do. Đặc biệt, ăn mít cũng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể ở người cao tuổi. 4. Dầu vitamin C tăng cường hệ miễn dịch. Mít giàu vitamin C và nhiều dưỡng chất khác làm tăng khả năng miễn dịch của cơ thể. 5. Kiểm soát huyết áp. Mít rất giàu kali, chất có tác dụng kiểm soát huyết áp hiệu quả. 6. Ngăn ngừa táo bón. Mít rất giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn gặp vấn đề về tiêu hóa trước đó, thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều loại trái cây này. 7. Bảo vệ chức năng tuyến giáp. Mít có chứa các loại khoáng chất làm tăng chức năng và điều chỉnh tuyến giáp. 8. Cung cấp năng lượng tức thời. 90% quả mít chứa carbohydrate, vì vậy chúng ta có thể thưởng thức mít như món ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng. Những lợi ích bất ngờ từ trái mít các mẹ bầu nên nhớ. 1. Giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa. Mít chứa rất nhiều chất xơ, vì vậy chúng giúp ngăn ngừa táo bón và đi tiêu dễ dàng hơn. Loại chất xơ này cũng có tác dụng loại bỏ các màng nhầy bám ở ruột, từ đó giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già, đại tràng. 2. Có công dụng trị cao huyết áp cho các mẹ bầu. Kali chứa trong mít được chứng minh là có tác dụng hạ huyết áp. Trung bình cứ 100g mít sẽ cung cấp khoảng 303mg kali, có tác dụng làm giảm mức huyết áp của cơ thể. Do đó, các mẹ bầu nên ăn mít để góp phần duy trì mức huyết áp trong tầm kiểm soát, nhất là những mẹ có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, bà bầu ăn mít cũng giúp ngăn ngừa bệnh tim và hạn chế nguy cơ bị đột quỵ. 3. Mít giúp duy trì sức khỏe cho đôi mắt. Trong quả mít có hàm lượng vitamin A rất cao. Vitamin A có khả năng bảo vệ, duy trì sức khỏe cho đôi mắt, không bị bệnh quáng gà, thoái hóa điểm vàng. Hơn nữa, ăn mít còn có thể khắc phục cho làn da luôn tươi tắn, sáng mịn. Đồng thời, trái mít còn có tác dụng hỗ trợ quá trình phát triển của tim, gan, phổi, thận, mắt, xương và hệ thần kinh trung ương của thai nhi. Đó là lý do các mẹ bầu nên ăn mít. 4. Giúp xương luôn chắc khỏe. Trong quả mít rất giàu magie, nó là một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc hấp thụ canxi và kết hợp với các canxi để giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương. Vì vậy, các mẹ bầu nên chịu khó ăn mít để giúp xương luôn chắc khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương khi có tuổi. 5. Chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Mít rất giàu các chất dinh dưỡng thực vật. Đây là những loại chất có đặc tính chống ung thư và chống lão hóa. Chất dinh dưỡng thực vật này có khả năng loại bỏ những gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể, đồng thời còn làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Các bà bầu ăn mít như nào mới tốt? Phần lớn những loại trái cây được cho là nóng trong người, như quả mít thường là những loại có hàm lượng đường cao, nên có thể gây cảm giác nóng sau khi ăn, nhất là đối với những mẹ bầu bị thừa cân béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên, lượng chất xơ, vitamin và nhiều loại khoáng chất có lợi trong những trái mít rất dồi dào, nên mẹ bầu vẫn có thể ăn một lượng vừa phải. Các mẹ nên ăn khoảng từ 60 đến 80 gram một ngày là vừa đủ để tận dụng những lợi ích trái cây mang lại, nhưng không gây hại cho cơ thể. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lên. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tan, cùng âm với tàn ma, tàn tóc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng, vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn.
Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng là một loại cây thân gỗ lớn, sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ trăm bầu. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng chứa một số flavonoid, chẳng hạn camphorol hay quercetin, cũng như các chất tannin như punicalin, punicalogin, các chất saponin và phytosterol. Do chứa nhiều hóa chất, nên lá và vỏ thân cây bàng còn được sử dụng trong nhiều nền y học cổ truyền khác nhau và một số mục đích như chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi, chữa tê thớp và lì, trị ghẻ, trị sâu quản và sắc đậm, ngậm trị sâu răng. Ngoài ra có thể dùng búp tươi xào nóng để đắp và chườm nơi đau nhức. Đặc biệt, nhựa lá non trộn với dầu hạt bông và nấu chín là một thứ thuốc để chữa bệnh hủi. Hạt nấu chín uống dùng chữa đi cầu ra máu, riêng lá dùng ngòi không kể liều lượng. Chữa cảm sốt. Lấy 15g lá bàng rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với 10g kinh giới khô, 12g bạc hà khô, 10g vỏ quýt khô. Sau đó đem sắc lấy nước uống. Chỉ uống một lần khi nước còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Chứng cảm sốt kèm theo nhức đầu. Lấy 15g lá bàng khô, 5g lá hắc hương, 10g vỏ quýt, 3 lát gừng tươi rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 15 phút và uống ngay khi nước còn nóng. Chữa viêm loét. Lấy lá non hoặc bánh tẻ. Lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt. Không dùng lá già. Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ, trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần một nắm to. Cho lá bàng vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ. Khoảng nửa giờ cho các chất trong lá bàng ra hết vào nước. Đợi chờ nước ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm.
Mì chính hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhi Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.